Nếu bạn muốn sửa được xe máy thì bạn không thể đi học giáo sư mà sửa được xe máy được. Thì bạn phải học cái ông thợ sửa xe máy chứ. Vậy thì bản chất là bạn muốn làm được việc, bạn phải học cái người làm được việc. Chứ nếu không rơi vào trạng thái là một thằng không biết dạy cho một thằng chưa biết, một thằng chưa biết dạy cho thằng không biết, thì là vĩnh cửu hai thằng này không bao giờ làm được việc. Rồi chúng ta sang cái bài toán tiếp theo. Vậy thì tôi chọn trường như thế nào? Thế thì chúng ta phải sinh ra cái tiêu chí của trường đã. Vậy thì chúng ta phải sinh ra cái tiêu chí của trường. Tiêu chí của trường, của trường tốt. Thế nào gọi là tiêu chí của trường tốt? Trường nào tốt là trường mà bạn ra trường một phát là cộng đồng doanh nghiệp này này nó chào đón bạn, nó mang thảm đỏ nó đón bạn chứ bạn không phải nộp hồ sơ để xin được. Đấy thì đấy là trường tốt. Vậy chúng ta ra cái tiêu chí đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải biết là doanh nghiệp nó chọn cái gì chứ. Doanh nghiệp đầu tiên nó chọn là một là bạn phải làm được việc, phải làm được việc đấy. Và trường nào mà tạo ra cho bạn mà bạn có khả năng làm được việc thì trường đó là trường tốt. Tiếp cái thứ hai là bạn phải có kỷ luật gì ạ? Bản thân. Thế nào gọi là kỷ luật bản thân? Là bạn không được đi muộn, là bạn không được về sớm, bạn không được chơi điện tử trong giờ, bạn không được ngủ gật trong giờ, bạn không được nghỉ liên miên theo kiểu là cưới chị thằng bạn cũng về mà dỗ mẹ thằng bạn cũng về, về quê thì không ai hầu được bạn cả, bắt buộc người ta phải cho bạn nghỉ. Tôi lấy ví dụ như là một cái cơ sở doanh nghiệp của công ty con của tôi thôi, tôi phải thuê đến 60 triệu một tháng tiền nhà mà có 30 nhân viên thì có phải cái chỗ ngồi của một nhân viên là 2 triệu không? Và một ngày như vậy họ mất 70.000 tiền chỗ ngồi không? Nếu mà tính theo ngày công của bạn đi làm nó mất 100.000 tiền chỗ ngồi không? Thế thì bạn cứ nghĩ là tôi nghỉ thì tôi không ăn lương. Nhưng thực ra mà nói bạn nghỉ bạn không ăn lương thì không những bạn không mang lại giá trị cho doanh nghiệp mà bạn tước mất của họ 100.000 mà tiền chỗ ngồi mà. Tôi lấy ví dụ như thế. Thì để bạn thấy là bạn không được nghỉ liên miên và bạn phải có cái kỷ luật bản thân. Vậy thì trường nào nó rèn cho bạn cái kỷ luật bản thân ngay tại chỗ thì trường đó là trường tốt. Và nếu như mà bởi vì cái kỷ luật bản thân là nó là một quá trình rèn luyện để nó hình thành. Chứ còn nếu mà bạn quen có thói quen là học đại học xong ấy là bạn cứ ngủ ngày thức đêm. Tôi chưa kể là ngủ ngày cày game đấy. Để đêm cày game ấy thì đến khi bạn ra làm doanh nghiệp thì tôi tin chắc là ban ngày kiểu gì bạn cũng buồn ngủ mà. Thì nơi đâu hiệu quả, nó sai cái mất cái đồng hồ sinh học của bạn. Thế cho nên là kỷ luật bản thân là một quá trình rèn luyện, chứ kỷ luật bản thân không phải là thứ mà học xong là làm được. Đấy. Thế cho nên là họ rèn luyện cho bạn trong suốt quá trình học thì nó hình thành nên một thói quen tốt. Và cái thứ ba nữa là cái trường nào mà họ dạy cho bạn cái cách mà tránh tư duy và tránh kiến, tức là dạy cho bạn cái cách gì ạ? Kiếm tiền tử tế. Kiếm tiền tử tế là kiếm tiền bằng gì ạ? Bằng trí tuệ của bạn, chứ không phải kiếm tiền bằng quan hệ, chứ không phải kiếm tiền bằng đi lừa lọc. Thì những cái chỗ đấy đều là cái chỗ tốt hết. Và nhưng mà bây giờ chúng ta bàn để có cái trường tốt này thì họ phải có nguồn lực tốt. Nguồn lực tốt thì nó mới tạo ra một cái trường có tiêu chí tốt. Và nếu để bạn mà làm được khi ra doanh nghiệp thì ở đây bắt buộc phải là doanh gì? Doanh nhân. Hay là cái người bản chất đây tôi gọi là người giỏi cái nghề đó, giỏi nghề. Tức là nếu bạn muốn sửa được xe máy thì bạn không thể đi học giáo sư mà sửa được xe máy được. Thì bạn phải học cái ông thợ sửa xe máy chứ. Vậy thì bản chất là bạn muốn làm được việc, bạn phải học cái người làm được việc. Chứ nếu không rơi vào trạng thái là một thằng không biết dạy cho một thằng chưa biết, một thằng chưa biết dạy cho thằng không biết, thì là vĩnh cửu hai thằng này không bao giờ làm được việc.
Vậy thì bạn phải trường nào mà trường có cái đội ngũ mà có người làm thực chiến họ dạy bạn thì trường đó là trường tốt. Điển hình như Đại học Harvard của Mỹ, thì đội ngũ giáo sư họ chỉ nghiên cứu, họ xây dựng các cái chuyên đề mục tiêu thôi. Còn cái người dạy phần lớn là các doanh nhân đến để dạy. Trường Harvard là một điển hình. Trường Harvard là không có chương trình học, và trường Harvard chỉ có gì ạ? Chuyên đề học thôi. Ví dụ chuyên đề về bán hàng, thì ông giáo sư ông bảo là để một đứa làm kinh doanh thì phải biết bán hàng, phải làm video, phải làm được những thứ này. Thì như vậy ông ấy sẽ kéo cái thằng dạy video đã làm video vào dạy video. Ông ấy kéo cái thằng mà bán hàng ở ngoài thị trường vào để dạy cho ông về cách bán hàng. Chứ không phải là giáo sư dạy cho bạn cách bán hàng. Mà giáo sư là người xây dựng chuyên đề bán hàng để cho cái người mà giỏi bán hàng đến dạy. Và như vậy người ta sắp xếp là dạy học bán hàng cần 10 buổi. Thì như vậy người ta mời một cái ông bán hàng giỏi đến dạy cho bạn 10 buổi. Chứ không phải giáo sư nhảy xuống dạy 10 buổi. Cũng tương tự như vậy, giáo sư như là huấn luyện viên trong bóng đá ấy, là giáo sư là huấn luyện viên bảo là thiếu vị trí tiền đạo. Nếu đội bóng này mạnh thì cần vị trí tiền đạo. Thì ông ấy sẽ gì ạ? Mời tiền đạo giỏi đến để đá. Chứ ông ấy không phải là huấn luyện viên gạch ra là để đội bóng này mạnh thì cần tiền đạo thì tôi nhảy vào tôi làm tiền đạo. Thì bây giờ chúng ta đang bị một cái trạng thái rất là nhiều là để bạn bán hàng giỏi thì bạn cần có biết lấy được thông tin khách hàng, biết được tư vấn cho khách hàng và biết được gì ạ? Chốt sản phẩm để bán. Thì như vậy là ba cái khúc đấy ông giáo sư ông ấy sắp xếp ra là khúc này cần bằng này giờ, khúc kia cần bằng này giờ, khúc kia nữa cần bằng này giờ, và người ta tìm người giỏi nhất trong lĩnh vực mà đang làm thực tế vào dạy cho bạn. Chứ không phải là họ là người dạy. Thế thì ở đây là doanh nhân hay là người giỏi nghề họ sẽ dạy trực tiếp cho bạn. Vậy nếu bạn học nghề quản trị kinh doanh thì phải là các giám đốc doanh nghiệp họ dạy. Quản trị doanh nghiệp thì phải là giám đốc các doanh nghiệp nó dạy. Bạn học về quản trị kinh doanh thì phải là các giám đốc kinh doanh hoặc trưởng phòng kinh doanh họ nhảy vào họ dạy. Nếu mà bạn muốn làm học về quản trị tài chính thì phải là giám đốc tài chính và kế toán trưởng ở các công ty họ vào họ dạy bạn thì bạn mới làm được luôn. Nếu bạn muốn học về quản trị nhân sự thì phải là giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng nhân sự các công ty họ đang làm thực tế rồi và thành công rồi, họ đến họ dạy bạn thì bạn mới làm được. Thì như vậy đội ngũ này là đội ngũ cực kỳ quan trọng, nó mới tạo ra cho bạn cái này. Còn ông giáo sư là ông ấy tạo ra chương gì? Chương trình khung, tức là cái gì bao nhiêu buổi, đưa cái này vào. Đấy, và bạn phải có kỷ luật bản thân thì trường nào là trường mà nó rèn luyện cho bạn cái này. Mà muốn rèn luyện cái này thì trong cái chương trình học phải có cái chương trình rèn luyện cái gì ạ? Kỷ luật. Kỷ luật nó khác với kỹ năng nhá. Kỹ năng là khả năng giao tiếp của bạn, người ta gọi là kỹ năng, dạy cho bạn kỹ năng giao tiếp. Nhưng kỷ luật là gì? Là trước khi cuộc giao tiếp đấy bạn không được đi muộn. Trong quá trình giao tiếp đấy, bạn không được tự ái, bạn bỏ về sớm. Thì cái đấy nó gọi là kỷ luật. Còn cái trong cái quá trình thực hiện cái giao tiếp thì đấy lại là kỹ năng. Và cái kỹ năng là do ông chuyên môn ông ấy dạy. Nhưng cái kỷ luật thì là phải hình thành thói quen. Cho nên rất nhiều người giỏi nhưng mà coi thường kỷ luật thì họ cũng không thành công. Mà rất nhiều người kỷ luật mà không có chuyên môn cũng không thành công. Vậy đi giao tiếp là anh đến đúng giờ là kỷ luật. Nhưng khả năng giao tiếp của anh thì nó gọi là chuyên môn. Vậy đến có kỷ luật cộng với có chuyên môn thì mới có một cuộc giao tiếp thành công. Như vậy nó cần có cái kỷ luật và bắt buộc bạn phải rèn luyện. Và cuối cùng là gì ạ? Bạn phải kiếm tiền bằng thứ trí tuệ. Thì cái này nó liên quan đến chia sẻ với bạn về cái tâm của con người, tức là cái đích đến của một con người trong đời sống là được sống tử tế, chứ không phải kiếm nhiều tiền mà kiếm gian lận thì bạn cũng rất là đau khổ, vì đích đến của chúng ta là hạnh phúc chứ không phải đích đến của chúng ta có nhiều tiền mà đau khổ. Vậy thì ở đây là tôi muốn chia sẻ với bạn, vậy tiêu chí của trường tốt phải, tất nhiên là nó còn một cái yếu tố thứ tư là phải có bằng gì ạ? Bằng cấp. Đấy, vì bằng cấp là thứ nhà nước công nhận, thôi thì đánh dấu một cái gì đấy là mình có đi học và có bằng cấp. Vậy nhưng cái này nó là thứ yếu, nó là thứ yếu. Đối với nhà nước của chúng ta ngày xưa là xin việc vào nhà nước thì cái này là trọng yếu, cái này là quan trọng nhất. Nhưng đối với doanh nghiệp bây giờ thì là ba cái yếu tố trên với là trọng số.
Vậy thì bây giờ trường nào là trường làm được việc này? Tôi chốt lại tiêu chí, trường nào có đội ngũ giáo viên gì ạ? Thực chiến. Trường nào rèn luyện cho bạn tính kỷ luật bản thân tốt? Trường nào là trường dạy cho bạn cái đạo đức trong đời sống? Và trường nào là trường có cấp bằng chính quy? Thì trường đó gọi là trường tốt. Thì ở đây bạn có thể, chính vì vậy mà tôi mới xây dựng ra cái trường doanh nhân siêu Việt Nam, với có 4 cái khoa là kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, và có thêm một cái ngành nữa là ngành là quản trị du lịch. Thì đảm bảo được hết cái tiêu chí này, và khi mà đảm bảo hết tiêu chí này tôi gọi là đồng bộ, mà các bạn đi mua, các bạn hay gọi là mua combo đấy, gọi là đồng bộ. Và thường chúng ta để mua được đồng bộ thì chúng ta phải đến siêu thị, thì ở siêu thị mới trưng bày đầy đủ cái này cho bạn mua. Và cái trường doanh nhân nó cũng tương tự như một siêu thị, là trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng. Nếu bạn muốn làm chủ doanh nghiệp thì trang bị luôn một phát, để ra một phát là bạn là boss luôn. Cho nên là có business boss. Nếu bạn chỉ đơn giản là bạn muốn bước chân vào nghề kinh doanh trước thì bạn sẽ học business one, đó là ngành kinh doanh. Nếu bạn làm nhân sự thì bạn vào gì ạ? Quản trị nhân sự là CRO. Rồi nếu bạn muốn làm về tài chính thì CFO. Ví dụ như thế, thì nó có một cái bộ tiêu chí chuẩn, và như vậy khi bạn vào là đã được com lê rồi, đầy đủ rồi, đồng bộ rồi nhá. Thì đấy là cái cách để bạn chọn trường. Hoặc nếu mà bạn tự rèn luyện được mình ở cái phần kỷ luật bản thân thì bạn học bất cứ trường nào cũng được, miễn là giải quyết được cái này, bốn cái yếu tố này. Còn cái nào bằng cấp thì bạn không tự giải quyết được, nhưng mà đạo đức thì bạn hoàn toàn tự mình làm được, rèn luyện bản thân bạn tự mình làm được, thì bạn vẫn có thể chọn trường kinh tế quốc dân, chọn trường thương mại đại học ngoại thương, ví dụ như thế. Và vấn đề là hai cái yếu tố giữa này là bạn phải tự rèn luyện, nhưng nếu có môi trường rèn luyện cho bạn thì bạn có cơ hội tốt hơn. Vậy thì lựa chọn là của bạn. Vậy thì đấy, tôi chỉ đưa ra cái tiêu chí trường tốt thôi, và nhiệm vụ của bạn là chọn. Thế thì thường là các bạn trẻ hay chọn trường dựa trên cái háo danh, là các bạn thấy là trường này là trường to, trường này là trường có nhiều năm, bạn vào. Thế tại sao bạn không lấy vợ có nhiều tuổi đi, cho nó chắc ý, cho nó chắc cú. Vậy thì trường nào là trường thì trường, chứ mới thành lập hay thành lập lâu hay thành lập 1000 đời đi chăng nữa vẫn phải đảm bảo những cái tiêu chí này. Vì đích đến là doanh nghiệp họ nhận bạn, họ nhận xong rồi thì bạn làm được, thế là họ cho bạn gì? Thăng chức. Thăng chức thì bạn lên trưởng phòng thì bạn mới đạt được cái ước mơ của mình chứ. Chứ còn nếu mà bạn chỉ xác định học một cái trường cho nó to vật vã nhưng cuối cùng không làm được gì thì cuối cùng bạn là người hữu danh vô thực. Và một trong những tố chất của tất cả những thằng thành công là nó rất thực tế, nó không háo danh. Đấy, như dân Sài Gòn cũng vậy, học đại học ra mà nó bảo là làm trưởng phòng là được bao tiền, bảo 10 triệu. Thế thì nó không làm trưởng phòng nữa, nó ra nó mở một quán cà phê, có khi nó kiếm được 40-50 triệu. Tức là nó rất là thực tế. Nhưng mà dân miền Bắc mình hỏi cháu nó học đại học ra thì giờ nó làm gì? Bảo nó mở quán cà phê nó bán, thấy nhục. Nhưng mà dân miền Nam họ thấy đấy là niềm tự hào. Đấy, thì để bạn thấy là chúng ta cần phải có tư duy thực tế. Và cuối cùng học trường nào thì học, học ra phải được doanh nghiệp họ trải thảm đỏ họ đón. Mà muốn trải thảm đỏ đón cần 4 yếu tố: chuyên môn làm được việc, 2 bằng cấp, 3 kỷ luật bản thân, 4 có đạo đức trong kinh doanh, trong đời sống. Đấy, thì nó có 4 yếu tố đấy. Trường nào làm cho bạn có 4 yếu tố đấy thì trường đó là trường tốt. Và bây giờ có tiêu chí rồi, ngồi lựa chọn nhá. Ok, giờ chúng ta sang tiếp một cái bài nữa. Vậy thì từ đây chúng ta đúc kết toàn bộ chương trình từ đầu học đến giờ thông qua một cái bản đồ tổ chức sự nghiệp của bạn như thế nào. Mời bạn sang bài tiếp theo. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Tìm hiểu ngay để làm chủ ước mơ doanh nhân. Liên hệ website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn hoặc hotline 1800 577 7722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website
trường doanh nhân ceuvietnam.edu.vn, hotline 1800 577 7722, nhánh 1, 2.